Mến chào quý vị, Phương Thúy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị để cùng mang đến cho quý vị những tin tức hấp dẫn nhất trên kênh Tin Mới. Bản tin cập nhật những tin tức nóng nhất, mới nhất, chính xác nhất về tình hình an ninh trật tự xã hội đã diễn ra trong ngày. Và ngay sau đây là những tin chính. Xin chào các bạn, nằm ở dưới phía đông bán đảo Đông Dương, nơi tiếp giáp với Biển Đông và được coi là trung tâm khu vực Đông Nam Á. Khi nằm ở vị trí cửa ngõ Việt Nam luôn được ví như một cô gái đẹp nằm ngủ mơ màng bên bờ Biển Đông mà anh lớn nào cũng thèm muốn có được. Chính bởi vậy, an ninh tổ quốc từ phía biển luôn là nhiệm vụ cấp bách, được quân đội ta ưu tiên hàng đầu. Tổng kết của hàng nghìn năm lịch sử đã cho thấy muốn hòa bình thì phải chuẩn bị cho chiến tranh. Lực lượng Hải quân Việt Nam trong những năm qua liên tục được đầu tư, vừa để dự phòng cho chiến tranh, đồng thời tạo sức mạnh răn đe trước ngọn âm mưu, thủ đoạn của thế lực ngoại bang. Sau những sự đầu tư mạnh tay về các lớp tàu chiến mới, tàu chiến cỡ lớn, tàu chiến tốc độ cao, tàu chiến mang nhiều tên lửa, thì hiện nay chúng ta đang có các bước đi liên quan tới việc tăng cường trang bị tàu đổ bộ. Mới đây, một tín hiệu rất đáng mừng liên quan đến tàu đổ bộ đã được quân đội ta hé lộ qua bản tin thời sự được phát sóng trên kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam hôm vừa qua. Theo những hình ảnh trên bản tin này, Viện Thiết kế Tàu Quân sự trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đang thực hiện đề tài thiết kế tàu đổ bộ nội địa. Tín hiệu này đồng nghĩa Hải quân Nhân dân Việt Nam chuẩn bị có trong tay lực lượng những chiếc tàu đổ bộ made in Việt Nam 100%. Vậy tàu đổ bộ của Việt Nam được thiết kế như thế nào? Nó sở hữu sức mạnh ra sao? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong video sau đây nhé! Thực tế, không chỉ ở nước ta mà trên khắp thế giới, nhất là với những quốc gia giàu có về tài nguyên biển, đảo rộng lớn, việc xây dựng một tàu đổ bộ có tầm quan trọng không kém so với những đội tàu khác. Ví dụ như tàu tên lửa, tàu hộ vệ, thậm chí ngay cả khi đã có trong tay một đội tàu tên lửa hùng mạnh đủ sức tiêu diệt quân thù trên mặt biển. Nhưng nếu muốn tái chiếm đảo thì vẫn cần phải chở binh lính ra đảo chiến đấu, tiêu diệt các ổ địch trên đảo. Với những nhiệm vụ chiến đấu ngoài mưa như vậy, đòi hỏi chúng ta cần phải có sự phát triển đồng đều cho cả lực lượng tàu chiến có hỏa lực mạnh và lực lượng tàu đổ bộ, hải quân với chức năng chở quân cung cấp phương tiện chiến đấu khác để thực hiện nhiệm vụ tái chiếm đảo hay đổ bộ đường biển. Hiện nay, trong công cuộc tiến thẳng lên hiện đại của Hải quân Nhân dân Việt Nam, chúng ta đã có những bước đầu tư có trọng tâm trong việc mua sắm và chế tạo tàu đổ bộ. Tiêu biểu nhất là hợp đồng mua bán 4 tàu đổ bộ đa năng RORO 5612 được phát triển bởi chính nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam do Tổng Công ty Đóng tàu Xuân Thu thực hiện theo tiêu chuẩn quốc tế Jamen Hà Lan. 4 tàu này đã được chuyển giao cho lực lượng hải quân của ta hồi cuối năm vừa qua. Chúng được trang bị khí tài tiên tiến đủ năng lực tầm vóc vươn tới Trường Sa để tiếp sức cho chiến sĩ hải quân đang ngày đêm canh giữ bảo vệ vùng trời, vùng biển đảo của Tổ quốc, nhất là trong bối cảnh chúng ta đang đẩy mạnh việc xây dựng, bồi đắp và tăng cường khả năng phòng thủ tại Hoàng Sa, Trường Sa. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy 4 tàu RORO 5612 là chưa đủ sức gánh vác khối lượng công việc hiện tại, cũng như những trường hợp cần thiết cần phải tiến hành các hoạt động tác chiến đối phó với lực lượng quân sự nước ngoài có mưu đồ đe dọa tới an ninh và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông. Trong bối cảnh đó, Viện Thiết kế Tàu Quân sự trực thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã bắt tay và thực hiện đề tài thiết kế tàu đổ bộ nội địa. Cụ thể, dựa theo những hình ảnh được phát trên bản tin thời sự, kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam, có thể thấy thiết kế tàu đổ bộ mới mang đường nét khá giống với các tàu vận tải chở hàng thông thường. Tuy nhiên, bản thiết kế mới này trang bị cửa đổ bộ ở phần mũi tàu để mở ra, cho phép các phương tiện cơ giới, binh lính di chuyển ra vào bục tàu, khiến nó trở thành thiết kế tàu đổ bộ hải quân. Dễ quan sát nhất là thiết kế cụm thượng tầng cầu với 3 tầng được đặt lùi về phía sau để nhường chỗ trong một khoang hàng khá rộng rãi ở phía trước. Phần cabin chỉ huy được thiết kế với chiều cao phù hợp, cho phép kíp lái có thể dễ dàng phóng xa tầm mắt để quan sát tổng thể, bao quát tình hình của cả một khu vực biển rộng lớn, nhất là trong những trường hợp hàng hóa được chất cao gây cản trở tầm nhìn. Một trong những lợi thế lớn nhất của tàu đổ bộ nội địa này đó là khoang vận tải được thiết kế rộng và được bố trí thêm các tấm tre có thể dễ dàng mở ra đóng vào phù hợp để vận chuyển hàng hóa lên xuống tàu, đồng thời giúp cho vũ khí khí tài được vận chuyển bên trong khoang kín, tránh được những tác động ảnh hưởng của thời tiết. Phần giữa thân tàu được trang bị một cần cầu máy cỡ lớn làm nhiệm vụ bốc rỡ hàng hóa trong khoang, cùng trường hợp tàu chỉ có thể cập mạng vào cầu cảng.
Và như đã nói từ đầu, thiết kế này có nhiều nhược điểm được cho là tương đồng với các tàu vận tải đổ bộ đa năng hiện nay của Hải quân, mà chủ yếu là do chúng ta tự đóng. Việc chúng ta bắt tay và tự thiết kế mới hoàn toàn tàu đổ bộ nội địa có ý nghĩa rất lớn với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của đất nước. Nhất là trong bối cảnh các thế lực ngoại bang luôn nhằm nhè nhòm ngó và có dã tâm lớn đối với biển đảo của chúng ta. Thứ nhất, tàu đổ bộ sẽ là lực lượng hỗ trợ đắc lực cho nhiệm vụ tác chiến bảo vệ biển đảo của lực lượng hải quân. Thời đại này, chiến tranh không quân có thể xem là loại hình chiến đấu chiếm thế thượng phong của chiến tranh hiện đại. Các chiến không quân chủ yếu dựa vào chiến thuật, chiến lược của tên lửa hành trình chính xác cao gây tê liệt đầu não, chỉ huy ngay ở các giờ đầu của cuộc chiến hoặc là tấn công bất ngờ vào các mục tiêu, kể cả ẩn sâu trong lòng đất mà muốn giải quyết dứt điểm trên chiến trường, thì dù hiện đại cỡ mấy cũng cần phải có đủ quân trực tiếp để tiêu diệt các ổ địch. Tương tự như vậy, tác chiến bảo vệ biển đảo hay đổ bộ đánh chiếm đảo cũng cần phải có sự triển khai trực tiếp nhân lực, phương tiện chiến đấu, vũ khí, khí tài. Từ đó xây dựng đường lối tác chiến giữa lực lượng hải quân đánh bộ kết hợp với đội tàu đổ bộ để tiến hành tác chiến nhiệm vụ. Hay nói một cách đơn giản và dễ hiểu nhất, muốn có vũ khí, đạn dược, phương tiện chiến tranh và nhất là con người trực tiếp ra đảo để chiến đấu giữ đảo thì phải có phương tiện chuyên chở vận tải, đó chính là khi chúng ta cần tới tàu đổ bộ. Với ý nghĩa quan trọng thứ hai, tự chủ thiết kế tàu đổ bộ giúp quân đội ta đẩy mạnh quá trình xây dựng, tôn tạo nhằm tăng cường khả năng phòng thủ ngoài khơi xa. Các tài nguyên biển đảo của chúng ta chưa bao giờ thôi bị các thế lực ngoại bang nhòm ngó, mà thế lực nào hung hãn nhất, ngang ngược nhất thì chúng ta đều đã biết. Suốt những năm qua, chúng đơn phương vẽ ra đường chính đạo, đòi yêu sách chủ quyền phi lý với hầu hết diện tích Biển Đông, thậm chí ngang ngược hơn nữa là còn là các hành động bồi đắp cải tạo xây dựng tiền đồn quân sự và cho binh sĩ đồn trú trái phép trên các thực thể thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của chúng ta, bất chấp luật pháp và sự phản đối của ta cũng như luật pháp quốc tế. Thế nhưng không cần đao to búa lớn, cũng chẳng quảng bá truyền thông rầm rộ, chúng ta vẫn đang ngày đêm ra sức tăng cường phòng thủ. Tại Trường Sa, Hoàng Sa, các chiến sĩ Hải quân Nhân dân vẫn đang ngày đêm vững tay súng căng mình ngoài khơi xa vì nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Truyền thông nước ngoài từng bao phen kinh ngạc trước tốc độ xây dựng, bồi đắp và tăng cường khả năng phòng thủ của Việt Nam tại Trường Sa, Hoàng Sa. Chỉ trong thời gian ngắn, những thực thể ở đây được mở rộng gấp nhiều lần so với diện tích ban đầu, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để chúng ta tiến hành xây dựng các cơ sở phòng thủ chiến lược cũng như phục vụ cho hoạt động sinh hoạt chiến đấu của các chiến sĩ hải quân đang ngày đêm canh giữ biển đảo. Đương nhiên, để tạo nên sự đột phá cả về cơ sở vật chất lẫn sức mạnh chiến đấu như vậy, chắc chắn không thể thiếu sự hỗ trợ đắc lực hùng hậu của các lực lượng trong đất liền về công tác hậu cần thì mới có thể vận chuyển được nguyên vật liệu, phương tiện xây dựng công trình ra ngoài khu vực đảo xa như vậy. Trước đây, nhiệm vụ vận chuyển này được thực hiện bởi các tàu đổ bộ vận tải lớp Trường Sa, con cá kình giữa lòng đại dương của Hải quân Việt Nam. Ngoài ra, chúng ta còn có lực lượng tàu đổ bộ đa năng trang bị trong lữ đoàn vận tải biển 125 Anh Hùng, như hai tàu đổ bộ tăng LST số hiệu 501 và 503. Đây vốn là chiến lợi phẩm của ta thu được từ Hải quân Việt Nam Cộng Hòa sau chiến tranh, có lượng dạn nước để tải 4.080 tấn, khả năng chuyên chở được 1.600 đến 1.900 tấn hàng hóa, hai tàu đổ bộ lớp Hùng Vương cỡ 600 tấn, ba tàu đổ bộ đề án 771 cỡ 834 tấn do Liên Xô viện trợ trong những năm 1979 đến năm 1980, hay mới nhất là bốn tàu đổ bộ RoRo 5612 mới đáng cỡ 600 tấn. Tuy nhiên, để đáp ứng nhu cầu đẩy mạnh quá trình xây dựng, tôn tạo nhằm tăng cường khả năng phòng thủ cùng những yêu cầu đòi hỏi của chiến tranh hiện đại trong tương lai, thì việc chúng ta tự chủ thiết kế tàu đổ bộ nội địa khẳng định rõ nỗ lực, quyết tâm của quân đội ta trong việc đưa các đơn vị quân chủng hải quân tiến thẳng lên hiện đại, nâng cao sức mạnh chiến đấu. Đây là một chiến lược tất yếu của một quốc gia có đường bờ biển rộng theo chiều dài đất nước. Không phải để chạy đua vũ trang mà để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc trong mọi tình huống bằng chính năng lực của mình, sức mạnh của mình, ý chí và lòng quyết tâm của toàn quân, toàn dân tộc. Chúng ta cùng tin tưởng và hy vọng rằng trong một tương lai gần sắp tới, những các tàu đổ bộ 100% made in Việt Nam sẽ không còn là những bản thiết kế trên màn hình TV hay máy tính nữa mà chạy bon bon trên vùng biển của ta, kề vai sát cánh cùng những người lính hải quân bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Quan điểm của bạn về vấn đề này ra sao? Hãy comment xuống bên dưới và ủng hộ tin mới.
tiếp tục chờ đón những bước đi bất ngờ trong quan hệ Mỹ-Việt trong thời gian sắp tới. Video đến đây là hết rồi, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của bài tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của tin mới.